Vâng, quay cho bà con xem hai sản phẩm hàng Đài Loan và hàng tàu này. Mã là 1200 nhé, có cáp hoặc không cáp tùy bà con lựa chọn này. Đấy, hàng Đài Loan thì nhôm hợp kim nhé. Đấy, na răng rất chi là dày dặn chắc chắn nhé. Hàng tàu thì nó là sắt mạ nhé, cho nên là trông nó dại hơn. Vâng, đấy, trông hàng Đài Loan khôn hơn. Độ bền thì hàng Đài Loan ăn đứt rồi. Đấy, quá trình sử dụng thì các cái bánh răng la răng này thì nó sẽ không bị bài mòn nhé. Còn cái hàng tàu này thì được thời gian nó sẽ bị mà nhanh mòn hơn nhé. Đấy, sản phẩm rất chi là nhẹ nhàng nhé. Đấy. Hai sản phẩm này chuyên dùng để lân khung rạp cưới nhé. Đấy, bà con ai có nhu cầu thì liên hệ đến chúng tôi nhé. Điện thoại 0973 143 996, bán buôn bán lẻ nhé. Kho chúng tôi thì bán buôn bán lẻ, giao hàng toàn quốc nhé. Vâng, đấy, rất chi là chắc chắn. Vâng, xin chào bà con.